Xin chào các bạn. Trong video này, Quốc Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách setup cài một cái Windows trong trong một cái máy ảo là VMware. Thì trước khi để bắt đầu để cài một cái máy ảo VMware, thì các bạn cần phải chuẩn bị những cái gì? Ở đây trong cái file setup của mình á, là có một cái file là Windows 7. Cái file này là file ISO. Nó cũng tương tự giống như là một cái file ISO mà các bạn gót một cái win lại và mình lock cái win nó lên thôi. Thì đây là cái cách cài nhanh nhất. Còn cái file sorry ở đây á, sorry key, thì khi mình cài win sẽ có một cái key, thì đây là cái file sorry key để mình active cái Windows đấy ha. Thì trong phần này thì mình sẽ để ở đây. Và đến cái phần cài đặt, thì cài đặt một cái máy ảo Windows 7 thì mình sẽ chọn ở trong phần là create a new virtual machine ở trong cái phần mềm là VMware. Mình click vào đây. Sau đó là mình sẽ chọn là cái phần NAS. Trong NAS này thì cái phần install this MA file ISO, thì mình sẽ load cái file đấy ở đây ha. Mình nhập chọn thằng này, mình chọn open. Rồi, thì như vậy là cái quá trình mình cài kiểu như thế này là mình lock cái file Windows của cái file ISO lên thôi. Mình chọn Next. Thì trong phần này là Windows Product Key. Thì trong phần Windows Product Key này thì mình sẽ copy random một cái key nào đó ở trên cái phần là Sorry Key này. Mình copy, mình dán vào đây. Đấy, sau khi mình dán vào đây thì mình trong cái phần là version of Windows install này thì mình sẽ chọn một cái phiên bản Windows ha, professional hoặc là optimize này cũng được ha. Hay trong cái full name này thì mình đặt cái tên này, nó tương tự ở bên danh sách cái những cái computer ở những cái máy ảo của mình ở bên bên trái này các bạn này thấy không? Thì trong phần này thì mình sẽ chọn là new Windows ha. Mình chọn là new Windows. Thì đây là một cái new Windows ha. Thì đây là cái một máy máy là tên new Windows và password và confirm password. Cái này mình không cần điền vào. Rồi. New Windows 01 đi để mình đánh dấu như thế này ha. Rồi mình chọn next ha. Sau khi mình chọn next xong, rồi mình comment lại, mình chọn là new Windows này, mình copy thằng này ha, next, để mình dán vào đây luôn cho nó đồng bộ. Rồi. Thì ở phần cái location để mình lưu cái win này á, lưu cái file system, file cái hệ thống win này ở đâu. Thì new Windows 1 mình sẽ copy cái phần cái tên new Windows 1 này, mình sẽ ở trong ổ đĩa này luôn. Thì mình sẽ kích chuột phần file new, mình tạo ra một cái folder là new Windows 1 thì nó sẽ lưu ở trong này luôn nha. Đấy. Rồi sau đó là mình quay trở lại cái setup này, mình sẽ chọn browse. Và trong phần OD này thì mình sẽ chọn phần new Windows. Rồi, new Windows. Đây, new Windows, mình sẽ click vào cái folder new Windows này, mình chọn OK. Thì như vậy là cái hệ thống những cái system của Windows đấy á, thì mình sẽ lưu ở trong cái folder này ha. Các bạn hiểu chưa nào? Rồi sau đó mình sẽ chọn next. Thì trong khi mà chọn next là cái phần là ổ đĩa, ổ cứng ở trong cái một máy tính á, thì ở đây là mình đặt ở khoảng là 22 GB thôi, hoặc là 18 hoặc là 19, thì rất là linh động. Ở đây trong danh sách cái máy ảo ở đây mình cho là một cái thì 22, cái 21, cái 23 hoặc là cái 20, nó không bị trùng vào một cái dung lượng của ổ cứng nào hết nha. Thì sau khi mình điền xong về định dạng xong cái kích thước của ổ cứng thì mình sẽ chọn next. Sau khi chọn next xong thì ở trong phần là cái hardware này thì mình có thể là custom lại cái phần hardware này, đó là phần cứng. Thì trước hết về phần memory của một cái Windows này thì mình sẽ chọn là 2 GB. Đấy, 2 GB. Và cái phần cái processor này là cái core con chip ấy, thì mình sẽ tích vào nó là cỡ khoảng 2 core 2 ha. Thì còn tất cả những cái này thì mình khỏi cần chọn. Rồi sau khi xong rồi á thì mình sẽ chọn cloud đi. Thì như vậy là trong cái máy ảo này thì nó chạy trên hệ điều hành Windows. Và
cái phần RAM thì nó chạy 2 GB, thì những cái tài khoản ở những cái Windows gọi là những cái máy ảo này chỉ có nuôi tài khoản thôi, thì mình không cần cấu hình cao lắm. Rồi sau đó mình chọn Finish nha. Quá trình mình chọn Finish thì nó đang create để tạo ra một cái không gian ổ đĩa. Rồi trong quá trình nó cài đặt một Windows thì nó đang load một cái Windows lên, nó cài đặt một cái hệ điều hành nha. Các bạn đợi trong chút lát. Rồi sau khi trong cái quá trình mà cài đặt xong á thì các bạn tích chọn cái phần Home World này ha, hoặc là tắt luôn cũng được. Đó, chọn thằng này. À, hoặc là cancel ha. Rồi để cái quá trình nó install VMware Tool vào là xong. Khởi động lại thêm một xíu. Rồi, ok. Thì như vậy là cái quá trình cài một cái Windows ở trong cái máy ảo VMware đến đây là hoàn thiện xong cái phần này ha. Cái phần màn thì để nó load xong. Thì trong phần này thì mình sẽ chọn cái trục, phải chọn cái phần độ phân giải của nó là cái khoảng là 1280x20 thôi ha. Rồi. Ok. Đấy. Thì như vậy là đã xong về một cái window. Thì trong này thì các bạn có thể là sử dụng để làm bất cứ những cái việc riêng, nuôi tài khoản hoặc là tất cả mọi thứ tùy các bạn.